Tập 22. Vị công tử đến đấy à? Ông chủ Hứa, ông chịu khổ rồi. Vì việc ông gặp phải, anh tôi thấy rất áy náy trong lòng. Nhưng vì anh ấy bận công việc quá nên bảo tôi thay anh ấy đến thăm ông. Chuyện này cũng không trách được trưởng ban Lý. Không phải anh ấy bị người của phòng cảnh sát đặc biệt thẩm vấn cả mấy ngày sau? Với lại thư ký của anh ấy cũng bị thương không nhẹ. Người của phòng cảnh sát đặc biệt không phân tốt xấu. Lần này chắc chắn làm ông bị quan ức rồi. Có điều cũng xem như họ biết lễ độ. Đã xin lỗi ông ở trên báo đi. Đồng chí Hứa Hải Phong, chuyện lần này trách nhiệm là ở tôi. Tôi bằng lòng nhận bất cứ xử phạt nào. Lần này trách nhiệm chủ yếu là ở tôi. Lúc đầu cậu đề xuất với tôi muốn lôi kéo anh trai cậu, tôi đã đồng ý. Nếu như truy cứu trách nhiệm thì trách nhiệm chủ yếu là ở tôi. Toàn bộ quá trình gặp mặt đều là do tôi sắp xếp. Là do công tác của tôi không đủ cẩn thận mới khiến ông rơi vào cảnh nguy hiểm. Không nói chuyện này nữa, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Có điều chúng ta nhất định phải rút kinh nghiệm. Nếu bây giờ nguy hiểm đã xóa bỏ được rồi, tiếp theo chúng ta phải dốc hết toàn lực để hoàn thành kế hoạch truy phong. Chín phút mười giây. Không phải cậu nói có thể trong 5 phút xong? Trải qua những chuyện này, thái độ của anh đối với chúng ta có sự thay đổi. Anh ấy hứa sau này sẽ trợ giúp cho tôi. Anh trai cậu biết thân phận thực sự của cậu rồi sao? Tôi không có nói với anh ấy, nhưng anh ấy là một người thông minh, chắc ít nhiều gì cũng hiểu được. Chuyện lần này nói ngược lại cũng có ích với tôi. Sau này nếu tôi lại tiếp xúc với anh trai cậu thì sẽ không khiến phòng cảnh sát đặc biệt có bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Phòng cảnh sát đặc biệt cũng sẽ có sự quan tâm đến tôi. Với lại chúng ta còn có được không ít đơn hàng của ban cung ứng. Chuyện này đối với công việc tương lai của chúng ta đều có giúp ích. Công tác trong lồng địch đúng là không giống với tưởng tượng của tôi. Đúng rồi, sau khi ông bị bắt, thượng quan tỉnh dân nói cấp trên đã có sự sắp xếp cẩn thận. Cho dù kế hoạch của tôi không thành công, ông cũng sẽ được cứu ra an toàn. Thế nhưng kế hoạch của cậu rất thành công. Thật ra việc tôi muốn nói là liên quan đến đồng chí giang hồ. Ở đây không nói chuyện này. Tôi kêu cậu đến chủ yếu là muốn biết tiếp theo cậu có sắp xếp gì. Trong những nhà máy bị quân Nhật điều động thì xưởng rèn là đáng ghi nhất. Tôi đã bảo mấy người thẩm phi tiến hành giám sát. Tôi nghe tỉnh dân nói tối hôm qua các cậu đã tập kích đội công binh của quân Nhật. Bởi vì đội công binh có bản vẽ của xưởng rèn và còn có thuốc nổ mà chúng ta cần, cậu còn có thể phân tán sự chú ý của địch. Anh tới bệnh viện sao cũng không nói với tôi một tiếng? Sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Đường Thuận Chi đến bệnh viện hỏi thân phận của ông chủ Hứa. Chuyện họ quan tâm đúng là không ít. Cô không nói cho anh ta biết sự thật chứ? Đương nhiên là không. Giữ bí mật là kỷ luật của chúng ta. Có điều tôi nói với họ sự nghi ngờ của chúng ta với xưởng rèn. Còn về chuyện họ có hành động hay không thì tôi không rõ. Với tính cách của Lăng Sương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Quan sát lâu như vậy cũng không có gì bất thường. Không biết tin tức của thượng quan tỉnh dân đưa có chuẩn hay không. Tôi nghĩ không có vấn đề đâu. Tối tôi sẽ lại dẫn người vào bên trong kiểm tra thử tình hình. Xem ra anh đối với cô thượng quan vẫn rất tin tưởng gì. Hành động buổi tối anh tự sắp xếp đi, tôi không phản đối. Khoan đã,
đi. Xem ra họ đã phát hiện ra gì đó. Chúng ta cũng không làm gì được, đuổi theo không kịp. Đúng vậy, rốt cuộc Thẩm Phi đi đâu vậy? Sao còn chưa quay lại nữa? Cậu xem. Lên xe đi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Cái gì mà gấp vậy? Lát nữa giải thích với cậu. Mau đuổi theo chiếc xe quân đội Nhật Bản kia, nhanh lên. Xem ra là chúng muốn ra ngoại ô. Lúc nãy cô phát hiện ra điều gì? Toàn bộ chúng đều khẩu trang. Đúng vậy, thùng xe đã được che chắn rất kỹ, gió lại không vào nhiều, mà chúng còn đeo khẩu trang. Anh không cảm thấy rất lạ sao? Chúng là rất kỳ lạ. Bên nào? Quẹo phải đi. Sao cậu chắc là quẹo phải? Tuy là tôi vô cùng thất vọng với kết quả thí nghiệm lần này, thế nhưng tôi đã nhìn thấy sự nỗ lực của mọi người. Vì thế, hy vọng mọi người tăng nhanh tiến độ nghiên cứu. Ngài đại tá xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ngài và bộ chỉ huy tối cao. Tốt. Vậy xin nhờ vào mọi người. Dừng. Nhanh, nhanh lên. Nhanh lên Thẩm Phi, đằng trước bắn nhau được gì? Thẩm Phi, cậu tăng tốc đi, nhanh lên. Đừng cái miệng lại. Mấy người họ chết rất kỳ lạ. Nhìn có vẻ là trúng độc mà chết, chứ lại không giống như công dân bình thường. Xưởng trại này quả nhiên có vấn đề. Quân Nhật sẽ tới đây nhanh thôi. Chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Rút. Nhìn kia. Chúng ta mau rút đi, Thẩm Phi. Lấy tất cả súng lên xe. Đã là lúc nào rồi mà còn nhớ tới mấy cái này? Đừng phí lời nữa, nhanh lên. Cậu nói nhiều quá, nhanh lên đi. Toàn là súng tốt. Nhanh lên, nhanh lên, đi. Alo,
Cái gì? Sao lại như thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Đại tá, xe chở thi thể bị kẻ địch tập kích. Cái gì? Tình hình cụ thể thế nào? Người của phòng cảnh sát đặc biệt phụ trách chuyện này. Vậy chúng ta đến phòng cảnh sát đặc biệt một chuyến. Dừng. Có cần đem tình báo này đối với phía thượng quan tỉnh dân không? Có qua có lại, đương nhiên phải nói cho họ biết. Nhưng mà tôi càng muốn biết nguyên nhân họ nghi ngờ xưởng rèn có vấn đề hơn. Được, tôi sẽ đưa trang ghi vấn này với cô ấy. Không cần, tôi muốn đích thân nghe cô ấy nói. Được, để tôi hẹn thời gian với cô ấy. Đến rồi. Ngồi cả đi. Xem ra chuyện bên chỗ anh đã giải quyết thuận lợi rồi. Giải quyết thì đã giải quyết rồi, nhưng cũng không phải là thuận lợi. Nếu như không có cấp trên sắp xếp, thì chỉ với kế hoạch của tôi không thể giải cứu được đồng chí Hứa Hải Phong. Cho dù thế nào cũng xem như là hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Phía xưởng đèn thế nào rồi? Phát hiện một chiếc xe quân đội đáng nghi ngờ. Trạm Thượng Hải và chúng tôi đều tiến hành đuổi theo. Có điều chúng ta bị họ giành trước. Họ có hành động rồi. Họ chặn đầu xe quân đội, bắn chết binh sĩ Nhật Bản trên xe. Lúc chúng tôi đến thì trận chiến đã xong rồi. Ngoài ra trong thùng xe phát hiện 3 thi thể người Trung Quốc. Nhìn triệu chứng chắc là hít phải khí độc quá nhiều dẫn đến tử vong. Hành động của trạm Thượng Hải quá dội vàng như thế, địch rất có thể sẽ phát hiện được gì đó. Anh yên tâm, tôi đã lấy hết súng và đạn ở hiện trường, hy vọng có thể làm rối loạn tầm mắt của quân Nhật. Thì ra lúc đó cậu lấy súng là có mục đích này à? Lúc đó có người nào đó rất không vui đó. Cậu nói cho rõ ràng. Cái gì mà người nào đó? Ngoài cậu với Thẩm Phi, chẳng phải chỉ còn lại tôi sao? Cậu làm rất tốt. Nếu không thì kế hoạch của chúng ta sẽ không thể tiến hành được. Đại tá Tanaka, có phải là hơi thần hồn nát thần tính không? Nhìn từ hiện trường thì chỉ là một vụ tập kích ngẫu nhiên thôi, không có liên quan gì đến kế hoạch không ảnh của đại tá đâu. Có một điểm mà tôi vẫn luôn nghi ngờ. Tại sao chúng phải mạo hiểm tập kích một chiếc xe quân đội chở xác chết chứ? Đầu tiên, chiếc xe này che chắn quá cẩn thận, địch cho rằng trong xe có vật tư quân sự. Với lại ở vùng ngoại ô rất khó thấy một chiếc xe quân sự đi riêng lẻ. Đại tá lần này thông minh bị thông minh hại rồi. Có lẽ anh nói có lý, nhưng mà tôi cứ cảm thấy đối phương là nhầm vào tôi. Chuyện hôm qua đội công binh bị tấn công, đại tá cũng cho rằng đối phương là nhằm vào anh. Tôi có thể nói cho anh biết là Thượng Hải ngày nào cũng xảy ra rất nhiều vụ tập kích. Lẽ nào đều là vì kế hoạch phong ảnh của đại tá sao? Anh cứ đến bệnh viện tìm tôi hoài sẽ khiến người khác nghi ngờ đó. Có chuyện gì không thể gọi điện thoại nói sao? Lý Tử một ngày nào cũng đến tìm em, không phải cũng không khiến ai nghi ngờ sao? Tôi đã nói rất rõ với anh rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Lăng Sương muốn gặp em bàn về chuyện xưởng rèn. Được, có điều địa điểm gặp lần này do tôi chọn. Anh đồng ý.
Nhưng anh phải xin chỉ thị của cấp trên. Anh bàn bạc xong rồi thông báo cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của cậu. Những người khác thì vẫn đề phòng cậu. Vì thế tôi mới đồng ý trưởng phòng Kurihara tiến hành điều tra với cậu. Tôi hiểu dụng ý của ngài. Tôi hiểu cho cách làm của trưởng phòng Kurihara. Nhưng tôi vô cùng thất vọng với một số viên chức của chính phủ mới. Cậu là nói thị trưởng Tô. Trước mặt ngài tôi không dám có gì giấu giếm. Cách làm của thị trưởng Tô đúng là làm người ta lạnh lòng. Sự thật chứng minh là người ông ta tín nhiệm đã phản bội chúng ta. Tôi có thể nói cho cậu biết là đại tướng Yohara đã rất bất mãn với ông ta rồi. Đại tướng, chuyện cơ mật như vậy ngài không nên nói với tôi. Tôi đã thương lượng với ngày mai rồi. Trong nhiệm kỳ chính phủ tiếp theo, cậu sẽ đảm nhiệm chức vụ quan trọng hơn nữa. Những tin tức này cậu nên biết được chút ít. Rất cảm ơn sự tín nhiệm của đại tướng dành cho tôi. Đại tướng, đại tướng, có một chuyện tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Bây giờ việc cung ứng vật tư ở Thượng Hải càng lúc càng khó khăn, đặc biệt là dược phẩm và một số mặt hàng thiếu hụt khác. Vì chuyện này tôi không thể không mua bán với chợ đen và một số thương nhân nước ngoài. Chuyện này tôi nghe nói rồi. Nhưng mà phòng cảnh sát đặc biệt và người của cục cảnh sát luôn chèn ép họ. Nếu như tiếp tục như vậy, tôi e là rất khó hoàn thành nhiệm vụ của ngài giao cho tôi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo người của phòng cảnh sát đặc biệt và cục cảnh sát. Sau này một số giao dịch của ban cung ứng họ không được can dự vào. Cảm ơn đại tướng. Có được sự ủng hộ của ngài, vậy thì tôi yên tâm rồi. Được. Dựa theo những thông tin mà các bản vẽ này cung cấp, chúng đã xây dựng một không gian kín. Hơn nữa các thi thể trên chiếc xe đó là từ trong xưởng rèn mà ra. Điều này chứng tỏ nơi đó rất có thể là phòng thí nghiệm khí độc của chúng. Nếu như chỉ là một phòng thí nghiệm khí độc của quân địch, thì tôi cho rằng đối với chúng mà nói, thật ra không quan trọng đến như thế. Nếu như không quan trọng, thì chúng đã không sắp xếp nhiều binh lính phòng thủ như vậy. Có lý. Phía các cậu chuẩn bị thế nào rồi? Phía chúng tôi nguyên liệu đầy đủ, không vấn đề gì. Thẩm Phi bảo tôi sửa đổi chiếc xe đó, nhưng một là không có công cụ, hai là không có vật liệu, không thể tiến hành được. Chuyện này của cậu tôi đã suy nghĩ rồi. Phía trạm Thượng Hải có một hãng sửa xe, chúng ta có thể mượn tài nguyên của họ dùng. Là người mình, tôi đi mở cửa. Sao cô đến đây? Tôi đã hẹn gặp Lăng Sương ở đây. Cô ấy muốn bàn với tôi về chuyện của xưởng rèn. Sao cô lại hẹn cô ta đến đây? Nếu như đã muốn thuyết phục họ cùng hành động với chúng ta, vậy thì nói cho họ biết điểm dừng chân của chúng ta cũng là một thành ý đối với họ. Cô suy nghĩ rất chu đáo. Như vậy thì có thể xóa bỏ khúc mắc giữa họ với chúng ta. Lát nữa họ sẽ đến. Có phải anh cần tránh mặt không? Thật ra tôi cho rằng đến lúc cho cô ấy biết thân phận thật sự của tôi rồi. Nhưng mà tôi lo lắng, nếu như Lăng Sương biết thân phận đảng Cộng sản của anh, có khi nào sẽ ảnh hưởng tới hành động của chúng ta sau này không? Thật ra cô ta đã có nghi ngờ với thân phận của tôi từ lâu rồi. Chỉ là không có chứng cứ xác thực. So với việc cứ để cô ta nghi ngờ tôi, thì chỉ bằng mọi người thẳng thắn với nhau, tôi tin rằng tôi có thể thuyết phục cô ấy cùng đồng tâm hợp lực với chúng ta đập tan âm mưu của địch. Xem ra anh rất có lòng tin với Lăng Sương.
Tôi không phải là có lòng tin với cô ấy, tôi có lòng tin với việc thuyết phục cô ấy. Vậy thôi được. Có điều, lỡ như Lăng Sương không đồng ý cùng với chúng ta hành động thì sao? Tôi đã chuẩn bị hai phương án hành động. Lát nữa Thẩm Phi dẫn theo An Sinh và Minh Hậu bố trí trước. Sau khi tôi nói chuyện với cô ấy xong, tôi sẽ đi hội hợp với các cậu, cụ thể thực hiện phương án nào, đến lúc đó chúng ta nói sau. Rõ. Bây giờ tôi nói với mọi người về kế hoạch cụ thể. Tôi còn nghĩ là cô sẽ không đồng ý yêu cầu của Thượng quan Tĩnh Dân. Cô ấy có thể nói cho chúng ta biết điểm dừng chân thật ra là thể hiện thành ý. Nếu như tôi từ chối thì không phải thể hiện tôi quá nhỏ mọn rồi sao? Ngược lại là anh, sao lại không hiểu ý định của cô Thượng quan vậy? Tôi cho rằng cô ấy cố tình làm tôi khó xử mà không nghĩ đến chuyện này. Có lẽ cơ hội chúng ta sau này gặp nhau sẽ rất nhiều. Tôi hy vọng đừng vì tình cảm cá nhân giữa hai người mà ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Hôm nay sao anh về sớm vậy? Chuyện đã xử lý xong cả rồi. Với lại, có vị Bình ở đó giúp anh canh chừng. Anh yên tâm, vị Bình không phải thư ký của anh sao? Bắt đầu từ hôm nay, vị Bình đảm nhận vị trí trợ lý trưởng ban của anh. Sau này khi không có anh, việc trong ban do cô ấy toàn quyền xử trí. Thế không phải là tương đương với phó trưởng ban à? Sau này sẽ không còn chức phó trưởng ban này nữa. Vị Bình đi theo anh bấy nhiêu lâu cũng nên đề bạt cô ấy rồi. Đúng là vậy. Đúng rồi, hôm nay có người thấy anh và Tử Mục đến lãnh sự quán Mỹ. Nghe ai nói vậy? Bà Dương lúc làm công việc ở lãnh sự quán Mỹ đã nhìn thấy hai người lúc về nói chuyện phím với em nhắc đến. Là về chuyện như thế này. Anh với Lý Tử Mục bàn bạc rồi để cho nó qua Mỹ quản lý chuyện làm ăn trong nhà. Nhưng mà không ngờ nó vừa đến lãnh sự quán Mỹ thì đổi ý. Anh không trách mắng cậu ấy chứ? Anh nói nó mấy câu, nó giận lên bỏ đi một mình rồi. Tử Mục nếu như không muốn xuất ngoại thì anh đừng ép cậu ấy nữa. Lần nào cũng là vì chuyện này mà cãi nhau. Nhưng mà anh cũng là vì tốt cho nó mà. Anh để cậu ấy tự quyết định không được sao? Nói sau đi. Đúng là bực mình. Sao anh lại ở đây? Xin phép làm quen lại từ đầu. Tôi tên Lý Tử Mục, là trung đội trưởng đội trinh sát sư đoàn 129 Bắc Lộ Quân, nhận lệnh đến Thượng Hải phá hỏng kế hoạch phong ảnh của quân địch. Thì ra anh vẫn luôn lừa gạt chúng tôi. Nếu như anh là người phụ trách ở đây thì chúng ta không còn gì để nói đâu. Khoan đã. Nếu như ngay từ đầu tôi nói cô biết thân phận thực sự của tôi thì cô có đồng ý hợp tác với chúng tôi không? Chúng tôi có kỷ luật của chúng tôi. Chính là vì chuyện này cho nên lúc đầu tôi mới không thẳng thắn nói ra. Nhưng ngoại trừ thân phận của tôi thì tôi không hề lừa gạt các cô. Tình báo cung cấp cho các cô cũng đều đáng tin. Nói như vậy, lúc anh ra tay cứu đội trưởng Lăng thì đã biết thân phận thực sự của cô ấy rồi. Không sai. Với lại tôi không chỉ cứu các người một lần. Lúc các người bị quân giật dây khốn ở xưởng quân phục cũng là tôi thay các người giải dây. Đương nhiên, lần này anh trai tôi bị phòng cảnh sát đặc biệt bắt cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của các cô mới có thể giải quyết thuận lợi. Ý của anh là tôi nên cảm kích anh sao? Tôi không cần các cô cảm kích, nhưng tôi cần sự tin tưởng của các cô. Vậy anh có tin tưởng chúng tôi không? Lúc đầu không tin tưởng, nhưng sau khi thông qua mấy sự việc này, chúng tôi cảm thấy các cô là đáng để tin tưởng. Nếu như mọi người đã đạt được ý kiến chung, vậy thì có phải chúng ta có thể ngồi xuống cùng bàn luận về chuyện của xưởng rèn rồi chứ? Kế hoạch đại thể chính là như vậy. Kế hoạch của các anh không có vấn đề. Thế nhưng chúng tôi sẽ không tham gia. Tại sao? Đội trưởng Lăng,
Tuy tôi không có thiện cảm gì với con người này, nhưng mà mục đích của chúng ta đều là đang điều tra kế hoạch phong ảnh. Hợp tác với nhau, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Hay là thế này đi, anh Đường, chúng ta ra ngoài trước, để hai người họ nói chuyện với nhau. Chúng tôi ra ngoài trước. Xin mời. Cô Cố, cô không phải là gì thượng quan Tĩnh Dân là bạn gái của tôi mà từ chối hợp tác với chúng tôi đấy chứ? Tôi với thượng quan chỉ là đồng chí với nhau thôi. Cô ấy làm bạn gái của tôi chỉ là vì che giấu thân phận của tôi mà thôi. Tôi vốn dĩ không hề quan tâm quan hệ của hai người. Vậy rốt cuộc là tại sao vậy? Cấp trên của tôi sẽ không đồng ý việc hợp tác chiến đấu đâu. Sau khi bắt đầu kháng chiến, ủy viên trưởng tưởng của các cô từng nói một câu thế này: chiến tranh một khi bắt đầu thì mặt đất không còn phân Nam Bắc, đàn ông không còn phân già trẻ, tất cả mọi người đều có trách nhiệm kháng chiến giữ nước. Còn ủy ban trung ương đảng Cộng sản đề xuất chỉ có toàn dân tác chiến mới là lối thoát thực sự. Lẽ nào cấp trên của các cô chức vụ còn cao hơn cả ủy viên trưởng tưởng sao? Tuy việc hợp tác kháng chiến đã hình thành, thế nhưng rất nhiều cấp cao của chính phủ chúng tôi không nghĩ như thế. Tướng ở bên ngoài có thể không theo lệnh vua, tôi chỉ quan tâm cách suy nghĩ của cô. Bây giờ kháng chiến đã đến lúc nguy cấp, chúng ta không nên có suy nghĩ phân biệt đảng phái. Giờ này khắc này, quân dân chống dịch chỉ có một cái tên, đó chính là quân dân Trung Quốc. Lần hành động này, anh đừng nhắc đến với bất kỳ ai. Yên tâm, ngoài cô và anh Đường không thích tôi kia ra, tôi hoàn toàn không quen biết ai khác của trạm Thượng Hải. Hành động tiếp theo chúng tôi vẫn sẽ xin chỉ thị của cấp trên. Được, hy vọng cấp trên của các cô có thể thấu tình đạt lý như cô. Với lại, tất cả tình báo của các anh không được có một chút giấu giếm gì với chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu như vậy với các cô. Ngoài ra, tôi hy vọng trong thời gian này các cô có thể từ bỏ hành động lôi kéo anh trai tôi. Nếu anh trai anh vẫn chấp mê bất ngộ thì sao? Vậy thì anh ta chính là kẻ địch của đất nước, ai ai cũng có thể giết, bao gồm cả tôi. Được. Xem ra phân tích của trung đội trưởng không sai, quân Nhật không hề tăng cường phòng bị. Nếu đã như vậy thì chúng ta vẫn là chuẩn bị theo kế hoạch cũ đi. Đội tướng Bục đến đây rồi, chúng ta xác định hành động như thế nào. Đi thôi. Được, rút thôi. Thời gian hành động là 8 giờ. Sau khi về tôi dẫn một bộ phận người đến xưởng rèn bố trí trước. Xem ra rất có lòng tin với phương án tác chiến của Lý Tưởng Mục. Lúc nãy khi thảo luận phương án tác chiến, không phải cô cũng rất khen ngợi kế hoạch của hắn sao? Khen là một chuyện, ai chỉ đạo lần hành động này mới là quan trọng nhất. Nếu như mỗi lần hành động đều do đảng Cộng sản chỉ đạo, vậy thì chúng ta sau đây phải trả lời với cấp trên ra sao đi? Chuyện này thì tôi chưa nghĩ đến. Anh có thể không nghĩ, nhưng tôi không thể không nghĩ. Có thể nhìn ra Lăng Xương vẫn có sự băn khoăn với chuyện chúng ta cùng hành động. Nằm trong dữ liệu của tôi. Có điều tôi tin hành động sau này của chúng ta sẽ xóa đi băn khoăn của cô ấy. Ngược lại là Đường Thuận Chi kia, thái độ cũng rất tích cực. Chuyện của anh ta liên quan gì đến tôi? Sao mà không liên quan? Nếu như không có cô thì chắc anh ta không có thái độ này đâu. Đồng chí Lý Tử Mục, tôi không hy vọng anh đem tình cảm của cá nhân đi nói chung với chuyện công việc đâu. Đùa với cô một chút thôi, nghiêm túc thế làm gì? Tôi không thích anh đùa vậy đâu. Đường Thuận Chi không có liên quan gì đến tôi hết. Sao mà không liên quan? Sau này chúng ta sẽ là chiến hữu chiến đấu cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau chống địch trong chiến đấu.
Tôi ở nhà đợi tin tức của các anh. Sau khi hành động kết thúc, nhớ kịp thời thông báo cho tôi. Được, biết rồi, đồng chí cách mạng già. Vào đi. Có chuyện gì, đại tá? Bữa tiệc tối hôm nay ngài có tham gia không? Tiệc? Ngài quên rồi sao? Quên rồi. Câu lạc bộ hải quân mỗi thứ sáu đều sẽ tổ chức buổi họp mặt. Các sĩ quan không phải trượt đều sẽ tham gia. Tôi không có tâm trạng tham gia. Nhưng mà ngài đại tá, ngài là người phụ trách của hậu cần phương diện quân Hoa Trung, có nhiều lúc vẫn cần phải có qua lại với họ. Thôi được. Đi ra hành động. Chuẩn bị. Cạn ly, cạn ly. Anh Kurihara, anh Tanaka, không ngờ là gặp anh ở đây. Là một chỉ huy của bộ hậu cần, thỉnh thoảng tham gia tiệc là việc cần thiết, đúng không? Đúng rồi, anh Kurihara. Chuyện của Trần Thành điều tra thế nào rồi? Không có phát hiện gì mới. Tôi thấy hơi lạ. Phòng cảnh sát đặc biệt của các anh phòng bị nghiêm ngặt như thế, sao hắn lại có cơ hội tự sát chứ? Anh Tanaka, đây là sai sót của tôi. Đại tướng Kawashima đã quở trách tôi rồi. Anh Kurihara, tôi cho rằng anh Tanaka, tôi còn có việc cáo từ trước. Đại tá, xem ra trưởng phòng Kurihara không muốn bàn luận chuyện này với ngài lắm. Ở bên kia. Bắn.
Mở cổng, mở cổng, mở cổng. Trưởng phòng, sử rèn ở khu tỉnh An bị kẻ địch tập kích. Đội hiến binh đã đang trên đường đến hiện trường. Sử rèn là nhà máy mà đại tá Tanaka mới điều động xong. Anh Tanaka, chuyện gì vậy? Sử rèn bị tập kích, anh có sắp xếp gì ở đó không? Chúng ta lập tức đến đó thôi. Nhìn lên. Chút thôi, biểu. Được. Cố gắng thêm 2 phút. Cẩn thận. Không sao chứ, cố lên. Người đâu, đưa cô ấy đi. Dân, nhanh lên, đi. Lui. Chút. Đi. Đi. Thuận lợi không? Đối ứng ngoại hợp. Trận này đánh rất đẹp. Mong là như anh ta nói, chúng ta có thể tìm được manh mối về kế hoạch phong ảnh. Trúc. Trúc. Ngài đại tá, thuộc hạ vô dụng. Phòng thí nghiệm bị địch phá hủy hoàn toàn. Trong thu hờ sao yên.